phường của SPTN Washington DC. Kính chào quý vị, kính thưa quý vị. Hôm nay là ngày thứ Bảy, 18 tháng 6, 2016. Bích Phượng đang có mặt tại thành phố New York, Avenue of America và đường số 6. Và sau lưng Bích Phượng là phái đoàn Việt Nam, rất là được hân hạnh vì năm nay phái đoàn Việt Nam là phái đoàn đầu tiên được đi diễn hành trên đại lộ này. Xin kính chào quý đồng hương đang ở có mặt ở đây ở thành phố New York và quý đồng hương ở phương xa không có phương tiện tới đây. Đầu tiên nhất là ban tổ chức xin cảm ơn tất cả những người đã đóng góp cho cuộc diễn hành này thành công mỹ mãn. Vào ngày 18 tháng 6, 2016, và đây là lần thứ 31 Ngày Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế đã được tổ chức trên trung tâm của thành phố New York, từ đại lộ số 6 Avenue of America, giữa đường 43 đến đường 57, đã có 97 quốc gia tham dự, nhằm mục đích bảo tồn văn hóa và tình dân tộc trước thế giới, và biến ngày này thành ngày nhân loại đến với nhau với tình thương yêu. Được biết đây là lần thứ 17 cộng đồng người Việt quốc gia đã được tham dự và có gần 1.000 người đến từ Âu Châu, Canada và những tiểu bang của nước Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Dù đã 41 năm lưu vong, lá cờ Việt Nam Cộng Hòa vẫn được dương cao tung bay trên nền trời xanh của xứ tự do và là quê hương thứ hai của tất cả người Việt tị nạn. Phô diễn được nét đẹp của văn hóa dân tộc, biểu dương được lực lượng đoàn kết dũng mạnh, truyền thống anh dũng, bất khuất để tranh đấu cho nền tự do dân chủ. Chủ đề năm nay là Đạp Luồng Sóng Dữ, anh thư Triệu Thị Trinh. Đặc biệt năm này có chiếc xe hoa thứ hai với hoàng chữ Thương Về Việt Nam. Trên xe hoa có những người ngư dân đội nón lá để tượng trưng cho đồng bào trong nước biết rằng chúng ta không quên họ trong vấn đề cá chết vì bị nhiễm độc. Và thêm một chiếc xe hoa nhỏ thứ ba của Hội Thánh Em Cao Đài Hải Ngoại tượng trưng cho sự tự do tôn giáo ở Hoa Kỳ và hải ngoại. Năm nay số tiền gây quỹ thu được hơn 35.000 Mỹ Kim. Sau đây là lời chia sẻ của ban tổ chức. Chúng tôi cũng đã tăng lực để mà thực hiện mà cái công cuộc diễn hành và đem lại cái vinh dự cho cái cộng đồng người Việt hải ngoại chúng tôi. Một cái điều mà tôi ước vọng của tôi trong suốt 10 năm qua là càng ngày càng cải hóa cái việc mà trẻ trung hóa của cái ban tổ chức và thực hiện tham ngày người tham dự. Cho nên cái việc bảo tồn văn hóa ở xứ người là phải từ từ có sự tiếp nối của tất cả toàn thể quý vị giới trẻ. Và lời chia sẻ của các đồng hương đến từ các tiểu bang khác nhau. Phái đoàn của tôi đã đi được 47 người. Utah chúng tôi chỉ có khoảng chừng 7.000 người. Và rất ở xa New York. Và kỳ này chúng tôi đã cố gắng là huy động được một số anh em. Bao nhiêu năm nay chúng ta duy trì được cái ngày văn hóa quốc tế rất là quý hóa để cho những người ngoại quốc biết đến cái sự hiện diện của cộng đồng Việt Nam và biết về văn hóa Việt Nam. Đó là một ngày mà chúng ta nên duy trì. Hôm nay ông chủ tịch của chúng tôi bận công tác không thể tham dự được. Ở đó tôi xin được đại diện cho phái đoàn của DC đến đây để tham dự cùng tất cả các phái đoàn ở xa đến. Chúng tôi có ước mong rằng cái ngọn cờ vàng ba sọc đỏ luôn luôn sẽ tung bay phấp phới trên đại lộ của New York. Tôi đến từ thành phố St. Louis và tổng cộng phái đoàn chúng tôi gồm có tất cả 11 người, trong đó có 3 trẻ em. Đây là lần thứ hai của cộng đồng mà là lần đầu tiên của ban chấp hành trẻ. Cái buổi diễn hành văn hóa quốc tế, đây là trách nhiệm và bổn phận của tất cả những ai được làm người Việt Nam là phải có chung một cái sức là dương cao lá cờ vàng chính nghĩa quốc gia thiêng liêng, phải đồng hành cùng với những người dân ở Việt Nam đứng lên, tự đứng lên xuống đường để tiêu diệt cái chế độ cộng sản khủng bố ngay ngục tù lớn Việt Nam. Càng sớm càng tốt, đó là trách nhiệm và bổn phận. Bây giờ đây là thời cơ mà chúng ta không còn nắm nữa thì chúng ta không biết đến bao giờ mới đập tan đành cái chế độ cộng sản đã cướp miền Nam của chúng ta bằng vũ khí chệt tàu cộng. Hàng năm vào ngày diễn hành văn hóa quốc tế ở New York thì chúng tôi cũng tham dự để dương cao lá cờ vàng ba sọc đỏ, lá cờ của Tổ quốc, lá cờ tượng trưng cho tự do, dân chủ và nhân quyền. Và chúc cho ngày diễn hành văn hóa quốc tế được thành công và để cho thế giới biết rằng chúng tôi tới đây tị nạn là vì lý do là vì không có tự do ở quê hương chúng tôi, không có nhân quyền.
trong chuyến xe bus từ Massachusetts 5 giờ khởi hành. Trong phái đoàn gồm có 38 người dự cái ngày văn hóa quốc tế để nêu cao cái văn hóa và cái tươi đẹp của đất nước Việt Nam và những cái chí khí hào hùng của dân tộc Việt Nam. Chúng tôi rất mừng là thấy cái khí thế của cộng đồng Việt Nam càng ngày càng mạnh, và nhất là chúng ta sau 40 năm ra đi tìm tự do mà vẫn giữ gìn văn hóa dân tộc. Và ngày hôm qua, cộng đồng Việt Nam đã vào Liên Hợp Quốc để trình bày vấn đề môi trường ô nhiễm, vấn đề human rights và vấn đề Biển Đông. Và văn phòng cao ủy Liên Hợp Quốc đã ghi nhận và sẽ giúp đỡ chúng ta. Con đến từ Hawaii, con đang học ở Seattle, Washington. Hôm nay con rất là vui được đến đây để hiểu biết về người Việt và cộng đồng của người Việt và những cộng đồng của những nước khác. Bích Phượng tường trình từ New York City.